Không có nói là bà cố tôi xưa giờ mà. Tại đó giờ Phước. Để Phước ra. À, dạ. Dạ. Xưa giờ vậy thôi, có thay đổi gì đâu. Bữa nay nó lạnh lạnh rồi nè. Dạ. Mấy cây nó ngã màu hết trơn rồi. Ngã màu xin lỗi. Ngã màu nhạt nắng hết rồi. Tại ông gom canh chua đó, canh chua bông điên điển đó. Mà ăn nó không có ngon mà thì quê nhà đâu nha. Nó cũ quá rồi. Thì mình phải sáng phai nữa ha. Sáng khoai phải làm sao hả? Bông điên điển. Tại ông gom canh chua. Chua bông điên điển, cá bông điển, cá rô đầu mà mình không có cá rô đầu nha. Đâu? Đó. Đâu có động đâu. Đây nè. Ông luộc có trắng bóc có trơn cái trời nè em thấy. Cái bình trà của trò, còn cái một cái bình tích của ông. Mới pha trà ít thôi. Dạ. Đó của ông. Dạ. Ghê lên nhà của trò. Dạ, ông nói cái bình tích thì biết đâu. Bình tích là bình nào? Thì ông nói bình trà rồi cái bình tích hai cái biết cái nào. Đây cái này của ông ở trà ông mời đã hữu uống chung trà nhấp môi ăn khoai lang. Khoai lang uống trà đi rồi. Tháng sau là thấy hết có ai uống trà rồi. Sao ngáp rồi? Buồn rồi. Sao ngáp rồi? À, bữa nay nướng cái thiệt là khét nè. Tháng sau ông không còn ở đây thì là hết ai uống trà rồi. Trời ơi. Mà chú không phải tím nó đi. Đó. Rồi bây giờ đi kiếm ông nào uống trà mới được chứ kiểu này. Có, hai ông. Hả? Thôi đó chứ uống trà uống nước phải có thâm gia mới ngon hả? Đúng rồi. Thơm bệnh bật bữa nay thơm không chú bà? Thấy không? Thấy nhiều người mời. Thơm. Sáng tính ra mặc đồ đi thể dục. Sáng ra đi thể dục. Thể dục đi tập thử cho nó ráng tập. Ngon, thơm không? Thơm, cái khác rồi thơm nữa. Ai nướng vậy đó, nướng 30 phút á. Dạ. 30 phút, mà 425 độ. Dạ. Khác khác vậy thơm. Đó. Tự nhiên cái... Thơm. Cái mình nhớ à. Bây giờ tôi nói thật, mình không có nói dối lòng, tôi còn liếng thế gian là nhiều lắm. Nó liếng thế gian nên ấm duyên thành chắc. Mình quyến liếng thế gian á, cho nên nó mới tạo ra cái ấm á, cái ấm á. Nó mới kết duyên lại thành thế giới vật chất nè. Tham biến thế gian ấm dương hành chắc. Tự nhiên nhớ quê hương. Nhớ tự nhiên mẹ tôi nói tới bữa mười mấy nè có phát quà từ thiện. Hai vợ chồng tới bên Anh về. Mẹ tôi thì quê mà. Nói bây giờ ta xuống cái sáng cái mẹ cho ăn mày đãi cho quý vị đó, không có mày đãi cho quý vị đó ăn bánh bánh lá, tiêu bánh lá quê không? Bánh lá bánh gói bằng lá, lá chuối á. Đi ăn bánh bò, ăn cái lên tên gì đó. Cái 11 giờ trưa ăn cơm. Cái bữa người ta bên Anh đó, nó không có đầy đủ cho mình Mỹ đâu. Giàu nhưng mà không đầy đủ.
Vì nó đâu có những đồ qua tới đó xa xôi á. Bởi vì cộng đồng mình riêng mình đông mình hôm qua không? Nó đông. Cái bông súng nè. Bông chuối bào nhuyễn nè. Cái bóng hoa tiêu. Không phải là tôi xuống vô ăn mặn nha. Tại vì mày đời mà. Mà quý vị cái chú ăn chay á thì tương khoai dừa cho thiệt là béo ha. Cháu chú bóp chú mà sắc nhuyễn bóp 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 bóp. Cái rắc cái loại rau tập tàn rồi đó kèo đèo rồi đó. Tập tàn á. Đó ăn vậy mà ngon á. Nó được ăn gì sang trọng. Cái trưa á, trưa á phát quà xong 1-2 giờ cái ăn bánh xèo. Trời cái giờ đó dưới quê mà chưa nhớ không, 2-3 giờ chiều rồi cái giờ ăn giặt á chứ không. 1-2 giờ ăn giặt. Cái 4 giờ chiều năng nữa là rồi bữa chiều đó một ngày á. Đúng là nói chứ đi rồi mình thấy không có lâu nhàn nhã bằng quê nhà hả. Nó thì cái đầu mình nó hay không? Quê, người ta gọi là quê hương, mà quê hương là chỉ có vậy thôi chứ có gì không ơi. Mày quý vị này quê Trà Vinh à. Ở Châu với ông luôn á. Ở vậy á. Trời đất ơi. Ở Châu luôn. Vậy hả? Mở cái ra hả? Anh đây hả? Trời đất ơi, ai đó ta? Có chừng á ngang. Trà Vinh ở Châu cũng được mấy người đâu à. Trời quê, góc của quê Trà Cứu. Trà Cứu. Trà cái chùa xuân tức gia đó. Trà Cú chứ, Trà Cú với lại Trà Vinh đó là cách nhau đâu có bao nhiêu phút nhưng mà đâu. Có gia đình ở phường 5 Trà Vinh đó chú phường mấy? Phường 2. Xóm Lò Hột là xóm của ông Thầy Hoàng. Trong phường 5 là xóm mấy? Phường 5 đó. Xóm Lò Hột đó. Xóm ở chỗ mà. Xóm Lò Hột. Cầu Long Bình đi qua. Qua ra bên tay trái đó. Bên tay trái do dọc rồi xong đó là xóm. Quý vị, khu vực đó đó. Vậy là của xóm của ông Thầy Hoàng đó. Còn cái xóm của con ở là ngoài chợ ngoài phường 2 á, ngay chỗ Phạm Ngũ Lão á. Nè hôm qua cái này nhớ nè, ăn củ là khét ngon lắm nè. Cứ ăn tới bự đi. Quá. Bự nhỏ bự quá. Gì đó mệt quá mà. Bự ăn bự đi. Tôi ăn nhiều củ hơn. Thôi. Không, đừng có ngại. Ngại cái tôi, gì? Không phải tôi. Không ăn củ tím đi chứ ăn củ này nữa không ăn. Củ này ngon tí á. Thôi. Củ nó ngon riêng. Thôi thôi thẹn quá đi. Trời ơi, nói gì thì nói chứ nó không là cái gì ngon lành lắm đâu, nhưng mà nó cứ phải nhớ nhung, không nó nhớ nhung ở trong cái lòng của mình. Dạ vậy đó, là gọi là quê hương đó. Hồi xưa Trà Vinh quê xưa với mấy người Khmer hả? Dạ. Lấy cậu áo đây ha. Áo đó. Rồi gì đó cơm dẹp. Dạ, cơm dẹp rất nhiều. Bắp. Bán bắp nấu bắp cơm dẹp nước dừa rồi người ta gánh đi dọc đường vậy đó. Buổi trưa đó, hồi sau này á, buổi trưa cái sẽ bắt cái ghế ra trước cửa nhà đó. Đó là cái chỗ bây giờ là ngân hàng nông nghiệp á, kế bên ngân hàng nông nghiệp là nhà của bà nội hồi xưa đó. Mình nói bắt cái ghế ra ngồi đó, cái nó gánh đồ đi ngang cái kêu ăn. Vậy mình nói theo tục đế nha. Cái dòng tục đế, tục đế là thế gian á. Thì người ta nói ông bà mình xưa ta nói đúng hả, non xanh gì đó dễ đổi rồi bạn đánh khó dời. Bạn đánh khó dời. Chỉ là bây giờ chú nghĩ chú dòm lại cái những năm tháng chú đi qua hồi nhỏ tới giờ Trà Vinh chú về hết là cũng tha thiết gì đâu. Không, non xong thì thay đổi hết trơn rồi phải không? À. Nhưng mà chúng gặp lại những người mà nếu còn sống sót á, mấy người đổi được bản tính. Bây giờ đừng có nói ai, nói chính mình đi thôi chứ cũng đừng nói ai nha. Thầy đi về tới đó rồi đó, nói thiệt á, cầm lòng không có đậu đâu. Ông phải đi bộ ở dưới cái hàng me, ở dưới đi bộ dưới hàng tre nó cuốn như là đường đi vô Sóc Thác á. Thầy phải đi bộ để thầy ngắm cái cảnh, cái cây trúc mà nó cây tre mà nó uốn cong như này, ở dưới là đường đất đường cát á. Rồi đi ở dưới đó mà ngắm thiên hạ, ngắm con nít nó ôm cái gốc cây dọc đường đó mà nó chơi cát á, nó trần truồng vậy đó. Nằm trời giờ không còn đâu hả? Giờ không còn thì không biết, nhưng mà cái nhìn đó nó nghe nó cứ đập vô mắt hoài.
cứ phải nhớ hoài, không biết làm sao. Mắc mớ cái thứ gì cũng nhớ đi, nhớ cái thứ trời ơi vậy. Vậy mới khổ. Đưa nó nhảy dây ra bắt của Ly rồi ha. Đó. Thôi, năm Tết tôi không về. Trời ơi. Ây cha. Ông về được nó vui lắm rồi, về về cho tôi ông ở trống gậy rồi. Về Việt nếu Nam mà... thì nói chung muốn đi nhưng mà về Trà Vinh thì mới là vấn đề. Muốn đi Hàng Me tôi mới trống gậy. Đó, Hàng Me. Hàng thôi, Me. Trống gậy đi chuẩn bị. Mua tặng ông cây gậy về trống gậy đi. Đột kiểu nào thì kiểu cũng phải lộ ruộng đi vô thăm mã ông bà đóng á. Đi A Bộ ông. Trời ơi. Đi vô trong một cái sóc á. Ừ. Đi vô trong quyết định đi nha, tôi mua cái gậy sẵn lắm đó, tôi không chống gậy về. Trời ơi, đi về trong đó nghe thầy là phải đi vô trong sóc. Vô trong sóc, mà sóc cũng có bà con lắm đó. Ngồi ăn khoai lang, phải cặp cái nhỏ vậy. Đi bỏ uổng, ghét rồi cũng vậy, để nó bị cạm cái hả. Nó là quán tính rồi chứ còn tiếc rẻ gì chứ thứ đó. À mà có không? Chung có gì không? Có chứ. Chung gọi nghe. Nó dính cục thấy tiếc. Nó dính cục thấy tiếc. Thôi. Tôi đâu còn gặp ngày nào mà nói những cái chuyện gặp cho thiên hạ họ vui. Chúng là chắc cái quá khứ họ vui vậy đó. Mà cũng là một cái pháp rồi mình cũng là pháp thôi. Chứ đâu phải mà ăn gọi dư hồi dư. Hồi xưa bà già con bà sanh ra, con sanh con ở Long Đức. Ừ. Xã Long Đức. Long Đức ông tuốt ngoài gần bị gần sông á. Gần sông qua trốn tre tôi đó. Không có sông lắm đâu nhưng mà đại khái là cái xã đó nó cũng lớn lắm. Xã vùng quê mà nó lớn. Nó bây giờ nó có cái đập á. Ha. Ừ. Không nhớ ở đâu nhưng mà nhớ Trà Cuông. Long Đức lên này rồi quẹo phải đi xuống dưới Trà Cuông ấy, đường đi xuống Duyên Hải á, thì thầy ghé Trà Cuông để ăn bánh tét Trà Cuông. Ở đó thì nó còn ngang. Không, cầu ngang là xuống nữa. Xuống vậy nữa. Vậy là Long Đức khác, còn Long Đức. Long Đức là đi thẳng đi xuống ở chỗ đi xuống cái đền thờ. Đền thờ biết rồi, nói cái đường đi qua thơm. Còn quẹo phải nè, quẹo phải thầy đi xuống Duyên Hải đó, thầy phải qua Trà Cú, mà Trà Cuông trước, Trà Cuông trước rồi xuống ngang. Dạ. Xuống Duyên Hải. Ừ. Đó. Thì thầy xuống Trà Cuông á nghe, bà già con bà sanh ra ở Trà Cuông á. Ừ. Chỗ đó bà có nhiều bạn bè lắm, bây giờ chắc ngủ của tỏi hết rồi. Chào Phật. Nhưng mà cái ngày xưa cái lò bánh tét đó là thôi trời ơi, nó cũng có lịch sử của nó. Cũng bà con dòng họ mà thôi. Bánh tét bánh ú. Dạ. Nổi tiếng ở dưới Trà Cuông, bánh tét Trà Cuông. Ừ, nó dính miếng vậy hả cạo. Dạ. Bởi ai phải làm được cặp vỏ đi. Ừ. Không, cái này đúng ra đó cái loại có cái loại khoai mà gọi là khoai Dương Ngọc á. Dương Ngọc đang ăn đó. Không, Dương Ngọc mà Đà Lạt á nghe là đi dính vỏ vô à, là nó bột không à, nó ngọt ngay à. Nó bột không à. Mà nó dính vỏ vô thịt luôn à. Khoai là khoai Nhật phải không? Thầy lọt không ra, sao phải ai phải lọt được. Lọt không ra cho lọt cho nên cắn nhai luôn cái vỏ. Mà Đà Lạt làm sao nó trồng được cái khoai mà nó ngọt ngay gì không biết nữa. Tại vì nó khác, nó đặc thổ nhưỡng à. Cái đó dùng thổ vậy. Ừ. Cũng như chuối Đà Lạt á, chuối già đó nghe bà nó cũng ngọt ngay à, thơm nữa. Đi á, ví dụ như giờ phải có người cùng quê á. Dạ. Rồi mình đi về mình mới vui. Đúng rồi. Chứ bây giờ ví dụ như là tôi ông đi Hàng Me đi nghe cái chùa Hướng đúng rồi cái chỗ đó mà không quen không biết gì hết, có diễn tả ăn. Ừ. Bây giờ tôi ông hãy ngừng cái gậy rồi đó. Chùa Phướng bà mợ con ở chùa Phướng á. Ừ. Chỗ cái lò heo đi thẳng vô á Tri Tân á. Không phải rồi phải đi xe. Bữa nay cái khu đó nó trụ phú lắm rồi. Cho xe lôi xích lô nữa hả? Còn xe lôi. Mà có taxi nữa.
không, cái đó đẹp. Ừ, có chút rồi nhưng mà nó cũng có, ý nó là cũng có vậy đó. Cái mình đi đi xuống Cần Thơ, ừ, đi xung quanh cái bến Ninh Kiều, còn có đi vào Huế á, tôi thấy nhất là tại mưa lấp phát lấp phát lấp phát thì đi xung quanh cái cầu Tràng Tiền á, chợ Đông Ba, Hà Nội, à, trước khi qua cầu Tràng Tiền ở Sài Gòn ra, trước khi tới cầu Tràng Tiền đó là dưới chân cầu bên này nè, trước khi qua lên cầu nè, có cái đường rẽ vô quán cà phê nằm sát bờ sông đó. Có quán cà phê nằm sát bờ sông, nó móc giống như là sông mà nó móc lõm cái đất ra vậy đó, thì nên nó làm cái bậc cấp đồ xuống đó. Nó ở dưới ngang mặt nước vậy đó. Yeah. Tờ đã lắm mà, ngồi dưới thầy nhìn lên cái là cái cầu nó ngang con mắt mình vậy nè, nổi tiếng. Cái bây giờ tại sao mình không tìm được cánh nhàng đó chứ ba? Thì dạ đúng rồi, bây giờ ông chịu cái đó, tức là ông chịu retire rồi đó, chịu nhàng đó. Thăm lại, mà cái này nhàng á, ngang là tri nhàng, phải đãi nhàng chứ còn đừng có đợi, đừng có tốt nhàng hà, thì nhàng là không có nhàng đâu, quyết định cuối năm trời không đủ bà ba đi cuối năm tới mình kéo nhau mấy mình về nó đỡ tốn. Dạ giờ mình đi cùng nhau, nhưng mà tôi về có mấy đệ tử đó nên nó về nhiều đệ tử có xe lắm, nhiều phật tử họ. Thầy đi về quê đó, thầy đừng có xài xe hơi. Không, chuyện ở Sài Gòn nữa, mình về, tới giờ mình đi bằng gì. Sài Gòn đi về dưới quê hả? Ừ. Cũng đừng luôn. Trời ơi, thầy không, ngồi cái cảm giác ngồi xe đò mới đã chứ. Trời ơi, ngồi xe đò nó cứ dòng cà dọc, cà dằn cà sọc vậy đó mà. Tôi mười mấy năm tôi chưa từng về. Tôi nhớ là cái cảnh đó, xe nó chạy kẹo đó mà thầy đi xe đò nằm nó ngang thì sang thiệt, nhưng mà nó không đã, phải ngồi cái ôm cái ôm cặp thắt ngồi xe nó chạy, sợ gì móng tại sao mình đã được mười mấy năm rồi có con khỉ gì mà sợ nó móc, nhưng mà ôm cặp giống như cái thằng Trường Giang nó từ ngoài Quảng Nam mà nó đi vô qua Mỹ gì đó. Không có cặp táp mà trong đó đô la không à. Mà tại sao mà cứ nhớ thấy cũng thương. Nếu mà thương mình sẽ còn những người nghèo hả? Có một túi mà hay hổ tài tình ha. Trời ơi, kỳ đó tôi đi xuống Tiên hay đâu lâu rồi. Hồi nhỏ là cái đải của tôi, mang cái đải á. Khi mà nó rọc xong mà rách hết trơn rồi mà không có gì tổng cho nó rọc. Tại ông đi xe bus bây giờ nó không có làm cái kiểu đó nữa đâu. Giờ nó không có ăn cắp túi, móc túi dọc đường kiểu đó nữa đâu. Chứ sao? Tại giờ người ta hiện đại rồi, ai đi móc túi kiểu đó nữa, đâu có nhiều đâu móc. Móc chính xác nữa. Người ta đã móc thì chính xác. Nói vậy thì mới làm chứ bây giờ nó không có còn giống người xưa, chẳng đằng đừng nữa đâu, không có. Bây giờ nó ăn cắp là hiện đại lắm chứ không phải như hồi xưa không ơi. Giờ đó không dám ngủ, cứ ôm cái túi ôm trong người. Mà vậy mà cũng bị móc à, hay thiệt. Máy bay tuần tra đó, máy bay tuần tra hay là máy bay quảng cáo đó, máy bay thấp là tại đây có mẹ chín ngọn cây đi về trà cứu rồi phải ghé Len đó, Len Ngọc Sơn. Trời ơi ông về đó nha, con cũng có nhiều cái ở Đông Sơn ghé thăm quê hương của Diễn Châu, đi xuống Đại An, cái gì nữa? Ghé Tập Sơn. Tập Sơn con có một đống mấy đứa em, đứa cháu rồi nó ở sát bờ sông, bờ biển đó. Mà nếu Tập Sơn lên hỏi với tôi hết á. Nó làm cái nghề bán đồ cho người ta đi ra biển, người ta đánh bắt cá đó. Ít có mấy ông thầy nhỏ đi tu lắm, chứ biết không? Thời tôi ít có thầy nhỏ đi tu lắm. Rồi thầy tôi có mình tôi à. Tập Sơn lên đó. Thật ra người ta hay chú ý chứ đúng không phải tôi lại gì đó tôi nhỏ. Nhưng mà thấy mấy ông lớn tới tuổi chứ, bà lớn lớn tuổi chứ còn trẻ trẻ bây giờ nó không biết đâu. Không nhớ rồi.
chứ mấy cái người 40, 50, 60 trở lên á, con coi chừng con không biết nữa, tại con tới đi chùa, không biết chùa hội thể đâu có, hội thể tôi hồi trước năm 91, 93 gì đó mà những người mà có đi chùa là cũng là 40, 50 mà bây giờ từ đó đến giờ mấy chục năm. Đúng rồi, người ta cũng lo mần ăn. Còn cái thời 40, 50 của tôi đó thì cái thời đó nít không biết gì. Sao biết tôi? Không biết rồi. Nhưng mà mới đó với lại chùa là cái chỗ người ta luôn tháng người ta đi có lần. Không phải, hai lần thời tập trung chùa Miên. Còn từ hồi đó không, chùa Việt cũng có hay chút. Chùa Việt chỉ có đầm quá nè. Nhưng chùa thầy tôi tại sao có nhiều người là hồi xưa có thuốc nam rồi bây sao nữa, chùa thuốc nam ngay chỗ Trà Cú hút nhiều hơn, thầy tôi cũng hết bệnh rồi thôi á. Cái chùa Trúc Lâm ở chùa Trúc Lâm ở Tri Tân sao không biết. Trúc Lâm đó ông trụ trì chùa đó là cái ban trị sự của Đức Minh hả? Đức Minh giờ ông Hữu rồi, ông già trên này tới thành xã là Dinh, trên này thị xã ở thành phố giờ nó là Dinh. Giờ bảy mấy rồi đó. Dạ. Ông bà già con đều thờ đó hết á. Đường Phước Minh thì bảy mấy rồi. Là hồi đó là cụ sát bờ sông hay hồi thời, nếu như vậy chú biết hồi thời xưa là con sư cụ đó ăn trầu đó thì cụ hành lệ đó. Đệ tử cuối cùng của tổ Khánh Hòa đó. Từ xa rồi cũng về thơ cũng chết rồi. Cụ hành lệ sư cụ à. Từ ốc của cụ Khánh Hòa, cụ Lê Khánh Hòa cửa. Ở đây có mấy ông sư cụ. Giống như hồi xưa là sao á, bà thích sư cụ. Mà rồi bắt cười đó, cụ ăn, cụ mặc đồ thì thường hay mặc đồ bà ba. Rồi ăn trầu. Rồi thầy nói mấy người bên An Lê này ở phường 5 á hả? Phường 5 á. Dạ. Phường 5. Phường Trà Cú nhưng có nhà ở phường 5 nữa. Có nhà phường 5, nhà phường 5 sát bờ sông nó hay lắm, mát lắm. Nhà có chỗ thầy Hoàng cũng ở sát bờ sông đó. Ăn củ nó đi, dạ củ này đi rồi. Cho hết luôn đi, giờ đậu đi. Nó qua đó lại. Ăn ngày trưa khỏi ăn cơm rồi. Đúng năm phải la là phải buổi chiều nó mới tốt. Ăn chim ăn nó dễ thương không? Mua đồ cho Kim đang ngã tới nhà luôn ăn với ba ai. Ngày mai thì mấy giờ đi? Ngày mai chút đưa mọi người nghe. Hả? Chơi ra cái đưa đi. Hẳn giờ 10 rưỡi chú lại, rồi 10 giờ chú lại. Nghe rồi chú nước trà mà phải lan không rồi đấy, chú đưa đi 1 giờ mấy bay. 11 giờ mấy mới có mặt rồi. Hướng 7 đưa thầy đi. Mẹ có bữa muốn tới đi chơi em đưa dùm luôn. À cái xe nó vậy đó mà không đi được mà xa quá mà. Đây là nó xa lắm. Đâu? Đây lại lại phi trường hả? Đâu? Chứ sao? Ông đi tới đâu cũng được hết á. Ừ. Nhưng mà điều cái là không có ý thức. Mình khi 7 giờ sáng đó, tôi ngồi tôi tôi tiếc lắm rồi. Thì khi tôi tiếc nói cái tự nhiên nói cái tôi buồn nữa. Tôi tiếc tại sao? Ông cho tôi mất gì đó mà. Theo con người cũng, con người không có ý thức. Thôi kệ, ông đã cho, cái gì cho ra thì đừng có bây giờ nghĩ rằng là không phải. Ví dụ như cái lúc nào ông đấy, tôi theo tôi hộ pháp đó thầy, tôi phò tá thầy, mà ông coi đó sáng nay thì cái anh đậu xe, ảnh mới nói rằng là giờ cho người ta đi ra đi vô. Tôi lấy xe chú cũ rồi, thôi chú quan hỷ, chú qua bên đây đậu đi. Đồ cả đóng trên xe, già rồi gần 80 tuổi rồi, thế này kia nọ, trời ơi. Sao nói lời nhẹ nhàng không được hả chú? Bây giờ tôi hỏi chú, giờ tôi cho thuê phòng, tôi đâu cho chú ở đã điện nước chứ tôi đâu chưa gọi là cho xe phòng rồi nha. Tôi đâu có bao xe, để xe đâu. Để cả đóng nha, thay vì thí dụ như hỏi chú mấy nay đi bác sĩ cũng phải mình cũng phải đi xe ngoài. Thấy không?
mình hai gì mình ở đây có cái tinh thần, cho nên sao kỳ quá. Rồi cái đang nghĩ tôi, cái tôi là sau để tôi đi tết sẽ tôi cho theo, rồi cái tôi giận, rồi tôi thương, rồi giận, rồi thương, nó làm cho mình nhúng cái não luôn nha. Tôi hỏi chú về ở đây nè, lúc dầu sau lửa bỏng vậy nè, mà có cái xe mà hôm trước là tôi dọn, tôi bỏ hết, tôi bỏ 2 ngày trời tôi dọn xe cho ổng rồi, rồi sau đó tôi mướn này nó ra rửa 30 đồng, thấy nó cực quá tôi cho 40 đồng, móc hết rồi. Bây giờ bà vậy đó, trời ơi sao thì cái nghiệp khi tôi tức quá, tại sao con người không có ý thức chứ, có chỉ có cái não thôi mà không hoạt động, mà chỉ biết lợi cho mình không thì sao sống với ai chú ba. Nếu chú đặt lại vấn đề mà chú sống cuộc đời bây giờ thầy chỉ... phải tập là cái gì hôm qua ông quên đi đừng có nhớ nữa, để ông mới tự tại, chứ ông nói kiểu này là ông nhớ tới cái quá khứ thôi, triền miên để mà tự mà không tại có phiền não. Tại sao sống con, nhiều khi mình đã nuôi con chó nó thì không, tôi coi là những cái phim rồi tôi nuôi con cc á, con chó mà sao nó có ý nghĩa thiệt ông ơi, con biết nói mà nó con điệp. Giờ mà chú lại đây chú ngồi đây coi ha, là tự động mà tôi đi ra ngoài là nó chạy vô phòng tôi, nó nằm ở trong đó, đi rồi đi tới giờ đi kiếm nó thấy mồ là khỏi, tới giờ mà chú về rồi đó đi kiếm nó mà nó chung phòng không có, nó sợ chú mà nó vô, nó sợ chú vô chú lấy đồ tôi đó. Chó mà nó vậy đó chú. Mà tại sao con người, theo lẽ con người mở miệng nó được ở chung nhau yêu thương nhau mà nó tức, trời ơi tôi nó tức cành không, rồi nói là ra đây nói thiệt lòng đi, đừng có nói gian dối, thấy không, đừng nói là bộ đó tôi tu rồi tôi từ đi tôi nói đó. Nó nên nó láo, mấy thằng nó láo quỷ xích nó lắc lưỡi hết á, tôi tức à, nó đừng nhắc nữa, cái xe nằm dậy đâu mà đi không được rồi. Hỏi chú coi bây giờ ba hai mấy xe đậu cho tôi đâu dẫn xe cái máy bay tôi ra được. Anh chú coi tôi phải đi bộ. Trời sao con người, tôi chỉ thầm mong nè chú ba, tôi giảng pháp tôi chỉ thầm mong á, cái loài người mình nó biết con người, biết yêu thương con người một chút thôi, con người biết gì con người một chút thôi thì hạnh phúc rồi chú ba. Mà tại sao có con người, có những con người họ chỉ biết họ không, mà sao trời ơi ông trời là ai ở đâu không biết, nhưng mà cứ nghĩ mỗi chừng muốn nói cái gì mà khó nói cứ kêu trời, thấy tội nghiệp ông mà là con người chắc là ông nhức cái đầu lắm lần á nghe. Trời ơi không biết ông ở đâu mà cứ thấy khó chịu cứ kêu ông ra mà xử. Thầy tính đi, biển mà không có sóng thì sao gọi là biển, cái thùng nước thầy xách thôi nha, mà nó không có lăn tăn thì không phải là thùng nước, bao giờ nó cũng phải là có lăn tăn gợn sóng hết đó. Trời ơi ông biểu cái con người mà biết thương nhau thì đâu có chiến tranh, đâu có chiến tranh. Tự nhiên nó giác quân nó đi quánh người ta thì thương cái nỗi gì. Thì ông nói đi, nước lớn quánh nước nhỏ thì sao gọi là thương. Thương thì đừng quánh, thương thì phải đùm bọc, thương phải chia sẻ, phải cho nó ăn và giúp nó làm giàu. Thì mới gọi là thương. Trời ơi thôi ông ơi, Bồ Tát ơi, Bồ Tát vừa vừa thôi, ai mà cũng được như Bồ Tát hết trơn, trời mà ông không trời. Mà tôi nói là tôi mắc giống như mình nghe ông Phật ông nghe ông nhất cái đầu hiểu rồi. Không hiểu nó, tôi thì sao mà khó khăn. Cái gì cũng cao có hỏi chú trời ơi, cái gì mình cũng hết lầm cho ta. Tôi thấy là tôi nói thiệt nghe bà, không có tôi kể chơi là cái tấm lòng của tôi đó. Tôi mập ba đáy bướm, tôi thấy thầy ba đáy bướm không? Ừ. Hay là nói thiệt chứ không phải kể nghe, để nó là lòng. Chứ không xong thôi ba đáy bướm. Nói ăn cái ăn đi chú. Nó còn ngon cái ăn đi. Người hái cho tôi lại trái thôi. Chú coi đó, tôi phải gì người không? Ừ. Đó là cái gì tôi cũng nghĩ vậy trên á. Ví dụ như sáng tôi không phải tôi kể nghe, nhưng mà tôi nói nấu bên chua thôi à. Thôi ông ba nói là canh chua cải nấu thêm chút xíu cho ông chút cái kỷ niệm cũng tình nghĩa. Chứ là cũng nấu cũng một cái son, mà thêm chút vậy thôi. Ý nói vậy là sao tôi cái gì tôi cũng nghĩ tới người hết trơn, mà tại sao mà tôi gặp cái gì đâu không có liền, tôi nói liền. Tôi gặp. Cho nữa đi, cho mãi mà, đi. Mà tôi muốn cho người ta được cái phước, người ta được cái tâm tinh thần rộng là rãi, buông tất cả sẽ được. Bằng ngàn này cứ
cứ than nghèo than đói than khổ rồi cứ bo bo vậy. Ông Phật cũng nói cái con đường của ổng là nhất rồi đó, chính nghĩa rồi đó, ai đi theo ổng thì sẽ thành Phật như ổng. Mà có được bao nhiêu người theo đâu, nó theo đã rồi nó còn theo, thèm theo nữa, nó theo đã rồi nó còn nó làm chuyện trời ơi. Thì thầy coi ở đó mà ông ở đó mà ông trời ơi đừng có nói. Rồi á, bây giờ á, bây giờ hâm mình mở rộng cái lòng ra đó thì người ta nói là mình từ bi không trí tuệ, còn mình không mở ra mình quên lãng á thì nói mình tu mà thiếu từ bi, đúng không? À, bây giờ tôi nói xin lỗi, tôi suy nghĩ là thôi mình đi mình cũng cho ông theo, nhưng mà giờ ông theo rồi ông không tắm thôi là ông ở với mình là phiền nè. Bây giờ ông theo phải cất cái phòng ở ngoài cho ông nữa, tự nhiên tiện đâu làm gì ta, mà không làm thì thiếu từ bi, mà làm thì mình vừa chuột chuốt. Thôi ông ào ào vậy thôi, ông cũng cho ông đó để có thì bởi vậy là chúng ta có như vậy là ào ào nói dữ. Ông đi là thiết quyết là đi luôn rồi về. Sao tôi bỏ thầy được? Tôi hứa hồ pháp thầy không coi nói vậy chịu đại đấu không. Mà không mà chú nhìn tôi thấy chú tấn không, cái xe nằm vậy đó mà... thường thì người ta nói con chó nó sủa rồi nó không có cắn, còn cái người không có nói thì im im vậy nhưng mà cắn á, cho nên là ông nói kiểu đó đó nghe, còn lâu ông để ông qua lại ông cũng rước ông đi. Trong khi đi bác sĩ đi về là 40 đồng, đi nhiêu đi nhưng mà ông khoái vậy, chứ còn kêu ông nội này đi thì ông hay chứ chắc chép vậy chứ mà cũng phải vậy chứ mà cũng rồi á. Hãy mà cho ông theo á thì có người than hồi cái là ông kêu liền nợ á, thầy bắt nợ ổng á, thầy bắt nợ tiền căn á cũng tức nữa, người ta nói bắt nợ không cái đi thì đấy thầy sao tu hành vô tư cái gì cũng được mà. Tự nhiên theo ông dòm coi có cái gì quý giá không. Mà tôi nói chú ơi, chú để xe tôi ra không được, chú cho người ta đi ra vô, ta xe hai phòng rồi chú kia cái xe tôi đồ tùm lum trong cái mắt đồ, sao mà họ dòm vô coi gì, cái lò ga và lò ga mini, cái bình nước thì ông ba thống nhất rồi đó, là để cái xe cho người ta vô rồi để xe ông thường đi ông đậu ngoài chứ, nó đúng rồi chứ cái xe kia người ta ít đi, người ta đậu trong đi. Phải rồi. Cái con người là sao mà thiệt á, nó tùy loại người chứ ba. Thí dụ như cái người mà có ý thức á, đậu chiếc xe mình cũng có ý thức nữa, nó cũng ngay ngắn nữa. Hồi này không, ủi cái rằm vô vậy, cái đít chéo xẹo cho tôi nói ông, bởi tại sao không có người đàn bà nào cho ông làm bạn, tại ông chơi xéo không à. Ông làm như gà, mà ông gà gọi là con gà gì đó, gà tre bị đạp gà mái dầu á, đạp mái xéo không rồi nó trầy trầy trật trật, nó gà mái dầu quay mộng lại nó đá cái mổ cái chạy có cời á, giận nói cho dữ là cũng quan nghiệp à. Nó là hành trên lại cái là cái ta nói nghiệp thầy trả nó, mà giờ bây giờ tôi đi đâu á hai cái xe biết, nếu mà chú ở đây không mà theo chú có ý thức đó không? Nếu chú ở đây phải muốn cho được thì lòng thầy phải không? Mình đúng rồi. Thôi dọn đi đâu ngày nào thầy, sáng ngày nay thầy có đi đâu không? Chở thầy đi không? Chơi để đầy xe cho mình không đi được chơi vậy đó. Để vậy mà nó đi hộ pháp của tôi. Trời ơi sao, bởi hồi đó thấy cái ông gù mà trong cái tuồng mùa xu trên Bạch Mã Sơn vậy đó. Tới tại ông nói gù sẽ đi mãi, đi trong gù cầu nguyện cho bảo tố khổ mông, giết những loài người mà đáng ghét. Cười nhiều khi ngồi tức mà cười chứ làm gì nhau. Giờ tới mai tôi mời tôi nói chuyện, tôi mời tôi nói một lần nữa. Tôi nói giờ nói hơi nặng rồi đừng có buồn, tới giờ tôi định nói rồi, tôi nói chú à, chú lớn rồi chú không có ý thức. Tôi cũng nói thiệt chú một lần cuối cùng,
Nếu mà bây giờ mà chú muốn theo tôi, chú phải đổi cái bản tánh rồi. Mình là con người, mình đừng có, mình đã biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đụng cái là mở miệng đó, tới gần 80 rồi. Tới gần 80 mà ăn ngày ba bữa. Gần 80 mình được kiếm đàn bà. Mà đụng cái gần 80, xe lái cái hèo vô cái đít đầu nó ngay ngắn. Thì tôi nói tôi gần 80 rồi thầy, kiếm chuyện tôi làm gì? Tôi nói tôi kiếm chuyện làm gì? Mình càng lớn, mình càng trang nghiêm, mình lái xe đậu cho nó ngay ngắn. Nói về cái mình thương mấy người con á, mấy người con mà có cha mẹ thì các con cái nó cũng khổ lắm đó chú ba, nó kẹt lắm chứ. Thật sự đó, mình vậy tôi giái trời giái Phật kia, cũng may cha mẹ tôi giờ tôi nghe nó hai ông bà đùm bọc nhau sống rồi, mẹ tôi cũng ý thức, cha tôi ý thức, trời tôi cầu nguyện lắm. Nhiều khi tôi nói con cầu nguyện cho bao nhiêu cái phước đức tu con cho con xin, nếu có phước được con chia sẻ một chút để cho cha mẹ con được minh mẫn cho tới ngày mà lâm chung. Chứ mà rủi mà thí dụ như mình có người cha người mẹ ai muốn phải không, mà rồi á thì thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức thì chắc chết đó chú ba. Bởi vì khi ngồi 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 ngẫm lại cái xung quanh thế sự rồi, để cho nên á như giờ chú cô khỏe tự lo, tự lo là tôi thấy ông cũng có phước rồi đó, ông tự ý thức được rồi. Chứ đâu đến độ để con cái nó lo rồi có tiền có mình đủ sinh hoạt là thấy có phước. Chứ còn bây giờ hỏi chú á, nếu mà chú vô ý thức á, cái gì cũng phải ngửa tay xin nó coi ra gì phải không, vậy rồi ở chung nó cũng không coi ra gì nữa. Đúng Nó thành ra thôi giờ tôi thấy ông bà vậy là cũng phước rồi. Cô ba giàu lớn tuổi mà còn đi làm thêm mà cho nó tinh thần nó sáng suốt chứ thiệt. Rồi bả nhà mà không có chịu vốn nổi nữa. Đúng đi ông xách xe chạy vòng vòng sáng xách xe đi uống nước trà xuống đây nói trời đá chứ còn chịu nổi cho ông, nhưng ông ở nhà chịu nổi không? Đúng rồi, cũng chết rồi, buồn lắm. Cho nên đó tôi ngồi tôi vừa giận rồi vừa thương. Giận là sao cũng là người mà sao thiếu cái ý thức mà phải ngu đần tôi không nói. Nói ra thì sắp trên đầu người ta không hả? Chứ không bao giờ, ví dụ như cái người mà nói ra đó mà đừng có sắp trên đầu người ta đó thì được. Mà cuối cùng những người đó chú thấy có ra hồn chưa? Có những người dốt đó nó nói chữ không à? Dốt mà hãy nói chữ, nói cái nó sắp đầu mình cái rồi mình thua đó à? Không lẽ mình gọi là chén kiểu đi chọi miếng dùa? Mà mình chọi miếng dùa thì mình mẻ với ai mẻ, bể với ai bể, dùa đâu bể, mẹ gì đâu. À, cho nên nhiều khi tôi nghĩ á, mình chơi với người trí á, mình mở mang cái đầu, chơi với người ngu mình lỗ á chứ ba. Mà nếu nói vậy thì mình phân biệt phải không? Giờ không có, hồi xưa giờ tao vẫn nói là không có ai đi làm thầy, không ai muốn làm thầy thằng khôn á đó. À, đệ tớ thằng ngu chứ còn hơn, đệ tớ thằng khôn, đệ tớ thằng khôn là thầy thằng ngu. Mà tớ là thầy tớ đứa khôn hơn là thầy đứa dại. Trời ơi, bao nó học đây là hết. Mình nói đây là nói về mặt tục đế nghe, nói phân dùng mình nói chân đế thì không có trí không có ngu. Nhưng mà tôi thấy về mặt tục đế đó, họ sống chung với người người mà vô trí, họ không phải là họ ngu mà gọi là cái ngu mà ngu độn ngu đần. Mà cái ngu có nghĩa là họ thất học, họ vô ý thức, họ chỉ rồi, biết cái ý lợi ý cho ý họ ý họ hồ đồ họ ổn độn như thế không thiếu ý thức. Ví dụ như có người rồi trong đạo thì nó có người nói à, nó là xác của bà đó à, bà nhập nó bà độ đó. Tôi nói bà mẹ chứ bà nào độ, bà độ sao không độ lúc mà nốn lúc mà đi lấy chồng ta đó, đi lấy chồng ta đã rồi nó bà độ. Tôi nói hồi đó tôi ở Bà Chiểu có cái bà đó mà con dâu của bà là một tuổi với bà nội tôi. Con dâu bà là một tuổi với bà nội tôi. Mà năm tôi ở Bà Chiểu là năm 1992 cho tới năm 96. Mà năm 95 là có sự việc đó xảy ra. Hai vợ chồng này có đứa con nó sau nó rớt cái hồ nước nó chết. Nó chết. Mà cái bà này đi bán vé số, đi ngang sớm đó. Bà này chuyên môn của nó bà độ, cũng bà độ đó, bà độ đó. Bởi tôi ghét ai mà nói bà độ, cái thứ đó nó giật chồng người ta, nó giật chồng, nó phá gia ca, ta không thương tiếc nghe chú. Cho nên chú mà chú để con nhỏ nằm nói bà độ rồi chú ve là nó độ, chú độ nó liền à. Nó giật chồng ta không thương tiếc.
mà mở miệng ra bà độ, ở nó ngáp bà độ. Với bà mẹ chứ bà nào độ. Cái đầu cái bà tôi nói đây là có sách bánh có trứng nghe, nếu chú về sống giường cao chú hỏi câu chuyện này ai cũng biết. Giường cao và tiểu à? Giường cao và tiểu. Mà giờ giấu tên đi. Mà giờ cũng chết hết rồi. Giường cao phường mấy? Phường 2. À. Phường 2 từ Vũ Nghĩa. Vũ Nghĩa vô đó, hồi đó tôi ở đó mà. Ồ. Ở trong cái hẻm mà đi qua. Đúng rồi. Có cái bên đò đi qua bên. Không, cái đó bên đò khác nữa, còn là đi vô nữa. Đi vô sống giường cao sống 40 căn đó. Ờ. Cái hồi đó tôi ở chùa đó, hồi lúc tôi mới lên Sài Gòn. Cái tôi kể ông nghe nè, cái bà đi mấy, bà cứ bà độ tới ngày bà không đi chùa, bà cứ bà thờ bà độ không à. Cái bà ăn mặc á, có dâu thì bằng tuổi bà nội tôi thì thời đó giờ cũng mấy chục năm rồi. Thôi giấu tên đi. Cái bà đi bà độ xong rồi đi bán vé số đó. Cái nghe gia đình này có đứa con nó mới lớn, cái hồ nước nó chết. Cái đầu cái bà vô tới đó cái bà độ cái nó nhập lên. Nhập lên cái nói chuyện bà giả sao hay lắm nghe. Éo rồi à. Con là con có ba mẹ, bữa đó con xảy chân kia nọ. Nói mà nói kể y như rằng mà trong khi cái xóm đó mà đi bán số hàng ngày đó. Mà cái xóm này không phải sống cái gia đình chết đó, phải sống sống mình 40 căn, sống người cao, sống ở đâu mà phía bên cái khu vực của chùa Bồ Đề, chùa Long Vân rồi đó, Bạch Đằng đó, bên gần suốt gần Hàng Xanh đó. Cái bắt đầu cái bà đi trong xóm nói cái gì là hiểu hết cái gia đình này từ gốc ngọn ngành, cho nên bà nhập bà độ à, bà kể là nó đi trung phốc à. Ba mẹ nó thương con biết ba làm cái gì mẹ làm cái gì rồi kể thôi, mà nó kể trời, ba kể hay đó bà độ mà. Cái cứ vậy cái không lấy số nữa, nó là giờ thằng chồng nó tin quá rồi, tin bị thường đàn ông thương con gái. Thương đứa con quá trời, cho nên thôi giờ nuôi cái xác này để cho con nhập nghe. Mà hồi thời đó đâu có điện thoại, thời đó mà 3-4 nhà mới sử dụng cái điện thoại dây với điện thoại bàn. Rồi cứ vậy đó, cứ bả ra bả nhà Phật tử, tôi bả bỏ tiền bả điện, cứ hồi bả điện cái nói giờ đứa con gái tối qua nó về nó báo là bữa nay nó muốn thèm đó, nó ăn đó. Cái thằng cha đó xách xe chạy qua, cái chiều nào cũng ba ơi con muốn ra bến Bạch Đằng con ngồi hóng mát, rồi ba chở con đi. Cái bắt đầu ba sửa soạn hết trơn, bà đổ mà. Cái ra bến Bạch Đằng không biết con nào nhập bà nào đổ không biết. Thời gian bà đó tuổi bà nội của thằng đó luôn á, mà bà đè con người ta đó. Bởi cái đứa con gái nói ba con thương ba quá, ba cho con nựng ba đi này kia đó thì con mình nó nựng sao mà đè cha luôn. Rốt rồi bỏ xứ đi cả chục năm trời, mới quê quá hết rồi, quê rồi. Tới thì mà con vợ nó phát hiện ra sao mà chồng chiều nào cũng chở về nhà này đi, bà độ kỳ cục vậy. Mà chiều nào cũng đi, nó đi theo rình, nó rình nó bà độ kiểu gì mà cứ con gái nó đập nó cái đồ vô khách sạn không. Nó bắt gặp tại khách sạn, lúc đó có ai mà bà độ đổi không? Bởi mà tôi nghe người nào nói bà độ là tôi thì tôi biết là đây là kẻ gian phu nó ghê lắm. Mấy đứa con gái nó gian phu dâm phụ, nó không biết dùng danh từ nào khác. Nó cứ nó mượn cái bà độ đó để nó giật chồng người ta, nó lấy chồng người ta, nó đủ thứ, nó bị bà độ mà. Đây là tôi nói sự thật á, chứ tôi không móc méo ai không nghe. Chú để từ xưa gì vậy đó. Và bà tôi biết bà nào, hở mẹ, bà mẹ. Cho nên á, gia đình nào mà vô phần vô phước thất nhân ác đức lắm á, mới có những đứa mà gọi là bà độ mẹ độ đó nghe. Bởi vì những cái hình di thượng đó, nó không có. Mà nó tưởng tượng riết rồi nó cứ bà độ mẹ độ đó. Thằng kia nó dọn đồ bên đây rồi chưa? Chưa. Thế chưa tới ngày mà. Nó đợi ngày hả? Không phải, cái tiền nào nó rảnh nó dọn chứ mình từng tính từ một tay mà. Còn không, cái thằng ở bên đây nè,
dọn mấy đồ bên phòng chưa đó? Chưa. Mẹ cũng đâu gấp nữa. Thứ hai nữa, bây giờ nó đi làm ban ngày nó đi trên cũng tội nữa. Bên đây hủ qua của mình còn không? Còn mấy trái thôi tắt nghe.